Anh Tèo, anh Quang ơi, anh Quang Tèo ơi. Đứa nào tèo tèo cái gì đấy? Cái mic này nó tịt thế này. Đẩy cái mic nó to lên cái để chào mọi người cái nào. Ôi giời. Các bác cho em một tràng vỗ tay em hát cho nó hay cái ạ. Em là em phải công nhận. Cứ cái ông nào có cái tên đệm là Quang hát đều rất hay. Các bác ngẫm thử xem em nói có đúng không? Ví dụ như là Quang Đại hát hay này, Quang Tám hát hay này, Quang Dũng hát hay này, Quang Linh hát hay này, Quang Lê hát cũng rất hay. Mà đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ hát thì lại càng tuyệt vời. Ấy vậy mà chẳng nhẽ Quang Tèo được không biết hát à? Ok, em mọi người im lặng thế. Có muốn nghe Quang Tèo hát không? Một chàng vỗ tay em hát ngay. À từ 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 từ. Ca sĩ chuyên nghiệp này, trước khi hát này vuốt cho nó bóng bóng tí. Các bác thấy bóng chưa? Bóng lộn chưa? Hả? À, thế thôi thì ca sĩ chuyên nghiệp người ta vuốt keo bọt, còn mình không chuyên nghiệp mình vuốt keo nước bọt vậy. Thế mà vẫn bóng à? À, em xin hát cho các bác nghe một cái bài về kỷ niệm trong cuộc đời của em. Chả là em lại chốt có cảm tình với cái cô hàng xóm. Ngày xưa các cụ bảo rồi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Nghe lời các cụ mỗi lần tối lửa tắt đèn, em toàn mò sang hàng xóm. Bây giờ em xin hát lại cái kỷ niệm cho các bác nghe. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách ngăn cái dầu, mùng tơi xanh dần, hai người sống giữa cô đơn. Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách ngăn một sợi dây phơi áo quần. Một hôm tôi đứng tần ngần vì nàng đã cất nhầm quần của tôi. Vì không có sợi mùng tơi cho nên đánh bạo sang chơi tìm quần. Tôi sang chơi chỉ có một lần mà nàng nhớ mãi cái quần của tôi. Bởi vì cô hàng xóm tôi cất nhầm quần. Bây giờ em toàn mà mặc quần áo rách này khổ thân em. Em xin giới thiệu với tất cả các bác, tên chính thức của em là Lê Văn Láo. Tên chính thức của em là Lê Văn Láo. Em một vợ một con. Sau khi vợ em đẻ cho em đứa con gái xong, bây giờ cô sang nước ngoài rồi. Cô ấy bảo cô ấy sang làm kinh tế. Người ta đi 4 năm người ta về rồi, mà vợ em đi 8 năm vẫn chưa về các bác ạ. Em hỏi thật, có bác giai nào đây chịu được 8 năm không có vợ bên cạnh không? Hả? Có bác giai nào đây chịu được 8 năm không có vợ bên cạnh không? Ông nào bảo có? Ông đừng có nói phét ấy. Tháng trước tháng sau chả thì cong đuôi luôn. Ấy vậy mà em chịu được này, 8 năm không có vợ bên cạnh nhá. À hôm vừa rồi cô có gọi điện từ nước ngoài về, cô ấy bảo alo, hai bố con ở nhà yên tâm nhá, không phải lo cho em. Em sống ở bên nước ngoài sướng lắm, cơm ăn ba bữa mà quần áo mặc cả ngày, tối thì ngủ với chủ, đêm thì cho chủ bú. Các bác nghe thấy có được không? Hả? Có được không? Sao mà không được? Tại sao lại không được? Vợ em ở bên kia làm nghề vú em. Ông chủ chưa được 1 tuổi. Mà cái công đoan đi bú thì ông khóc cả đêm à? Toàn nghĩ bậy nghĩ bạ. Chưa khi nghĩ bậy về vợ em. Ôi trời, may thế nào cô đẻ cho em đứa con gái. Con bé được cái rất xinh, mà đặc biệt là cực kỳ thông minh. Nó chơi cho em 6 năm liền lớp 1. Đấy. Vừa rồi chuẩn bị lớp cấp 3, nó giã cho em 4 năm nữa. Nhà trường vừa gọi điện về bảo bác xem cháu nó thế nào, chứ năm nay cháu nó mà không đỗ thì nhà trường xin phép bác phải cho cháu nó nghỉ học, bởi vì cháu nó quá tuổi rồi. Đấy, bác nào có con cả, cá chuối thì đắm đuối về con. Gớm, nó học giỏi thì phấn khởi, mà nó học dốt thế này thì rất đau lòng. Tôi em xin phép các bác em gọi cháu ra để bảo ban cháu, chứ năm nay mà không đỗ rồi là thất học đấy. Tôi lại suốt ngày ra đồng chăn vịt với bố nó thôi. Để em xin phép các bác em gọi cháu ra cái sao nó. Yến ơi, Yến ơi! Đấy, các bác tính xem nó đứng cách em có mấy mét thôi mà để em gọi khản cả tiếng nó không thưa. Ấy vậy mà bạn bè nó gọi dậy trên điện tử, nó bật dậy cứ như là bị điện giật ấy.
còn mấy cái hỗn thế thế đấy. À đúng rồi, vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn, đúng rồi. Yến ơi, dày chơi điện tử không Yến ơi? Thằng nào ơi? Yến ơi, dày chơi điện tử không Yến ơi? Thằng nào ơi? Thằng nào đấy ngay? Thằng nào gọi tao ơi? Từ nay có thuốc chữa bệnh cho con này rồi. Bố ơi, bố, thằng nào vừa gọi con đấy hả bố? Thằng bố mày đấy. Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Hả? Ai gọi con phải hỏi là ai đấy chứ. Mày là cái thằng nào đấy, thằng nào đấy. Bố mẹ mà gọi là thằng đấy à? Hả? Còn mấy cái hỗn ấy, láo mất dạy. Ui giời, không có việc gì có để vào ngủ tiếp ấy. Tự nhiên gọi cái giờ à, này này, cái giờ này cái giờ gì mà ngủ? Ngủ lấy chết à? À, hôm nay điện máy Hải Biên kết hợp với Living Cook tổ chức một cái buổi tri ân khách hàng, bà con đã đến đông như kiến này. Ui thế ạ? Ờ, rất nhiều các giải thưởng. Ôi trời, nhà Hải Biên phải nói là làm ăn phải nói rất rực rỡ đấy. Rất nhiều những cái phần thưởng mà đắt tiền luôn. Ui thế ạ? Ờ, có thích đi ra cấp thăm trúng thưởng không? Ui dạ có ạ. Ờ, thích không? Thích ạ. Ui trời, cô chú còn mời cả các ngôi sao ca nhạc về biểu diễn nữa cơ. Ui thế ạ? Ừ, cô thích đi không? Ui dạ thích ạ. Thích không? Thích ạ. Bố lại không cho mày đi. Thích kìa. Ngoan này, cái gì cũng có nhá. Hư tốt nhất ở nhà. Không có thích có sướng gì hết. Rồi suốt ngày điện tử nên thích. Vậy thì báo cáo đồng chí bố láo. Ờ, mày bảo ai bố láo đấy hả? Ồ, thế bố là bố mà bố lại tên là láo, thì con không gọi bố là bố láo thì con gọi là gì? Ừ nhỉ, nó gọi thế có đúng không? Nó gọi thế có đúng không cháu? Đấy. Hả? Đúng đúng thế nào? Mà vẫn biết bố mày tên là láo, nhưng mà mày không được ghép hai cái từ bố láo vào với nhau nhá. Dạ. Còn mấy cái gọi lại đi. Dạ. Báo cáo đồng chí bố không láo. Cho con đi bốc thăm trúng thưởng với ạ. Rõ ràng bố tên là láo mà con lại bảo là bố không láo, thì có nghĩa là không có bố à? Dạ. Hả? Ôi giời, con này là con ở nhà con ăn nói với bố thế nào cũng được. Dạ. Nhưng mà ra đường con mà ăn nói lung tung như thế này thì có ngày con vỡ mồm nhá. Dạ. À, mà đặc biệt ấy, hôm vừa rồi đến trường ăn nói kiểu gì để nhà trường đổi học hả? Dạ. Ôi giời, bố phải mò đến tận nhà cô giáo con, bố xin vã bọt mép, cô mới lại cho con học tiếp đó, con có biết không? Hả? Dạ. Ôi giời, con đây là con học hành như này chết rồi. À. Bố ơi, ôi, cái gì? Con bảo hả? Hôm vừa rồi chồng cô giáo con hỏi thăm bố ấy. Cái gì? Chồng cô giáo con hỏi bố á? Vâng. Ờ, con biết gì ông hỏi? À, mà cái ông này rất buồn cười nhá. Ờ. Ông ấy hỏi, con vừa mới trả lời xong, giơ tay tát con luôn. May mà con tránh kịp không vỡ mặt đấy. Ôi thôi con ơi, này. Dạ. Ông ấy hỏi như thế nào? Và con trả lời ra làm sao mà ông định tát con? Ông ấy hỏi là này, cháu ơi, Hôm vừa rồi chú đi công tác, bố láo nhà cháu sang nhà chú chơi, này, thế ngồi với cô về sớm hay muộn? Ôi trời, sao ông lại hỏi lạ thế? Vâng. Này con ơi, này, thế con trả lời thế nào? Dạ, con bảo bố cháu về sớm ạ. Về rất sớm. Tốt đấy. 5 giờ sáng thôi cháu đã về rồi. Mày trả lời như thế bố mày muốn tát mày luôn đấy. Sao tát con? Ai bảo mày 5 giờ sáng bố mới về hả? Ồ hay thì bố không nhớ à? Rõ ràng hôm 5 giờ sáng bố mới về nhá. Bố còn chui vào nhà tắm ùm ùm mới làm muốn mất cả ngủ còn gì nữa. Có thế giờ đấy mày vẫn chưa ngủ à? Chưa ngủ à, quên. Ôi giời, con này là con lại thức suốt cả đêm chơi điện tử à? Ôi giời, bố đến nhà cô giáo con bố xin học cho con xong, bố phải chạy ra lều vịt trông vịt còn sợ mất trộm. Lần sau chú có hỏi nhá, tốt nhất là cứ nói là không biết, rõ chưa? Nhưng mà con có biết. Ok con này, mày biết cái gì? Con lớn mà chả có khôn gì cả. Chú ấy hỏi như thế này chứng tỏ chú có cái máu ghen. Con này bảo bố là ngồi với vợ chú ấy tận 5 giờ sáng, làm gì chú chả điên lên hả? À, lần sau chú có hỏi nhá, tốt nhất là cứ nói là đấy là việc người lớn, cháu trẻ con chứ không biết, hiểu chưa? Đấy nhá, bố là bố đang xui con nói dối nhá. Lần sau con cứ nói dối cho bố xem. Ờ. Ok con này, mày giỏi mày nói dối đi. Ui rồi, bây giờ bố mới để ý con này. Mày ăn mặc cái kiểu gì đấy hả con? Đẹp không bố? Đấy, đẹp không? Đẹp á? Vâng. Áo hoa quần bà già.
Được không? Trông mày như là con thần kinh ấy. Đẹp cái gì? Ăn mặc cái kiểu gì đây? Bố ơi, chả là trường con tổ chức liên hoan văn nghệ, con được giao đóng vai chú Cuội đấy. Ô, con đây. Dạ. Ô, thế nhà trường cho con đóng kịch đi à? Vâng ạ. Ô, con đây. Dạ. Nếu như vậy là chứng tỏ nhà trường bắt đầu yêu hai con rồi. Vâng. Nếu mà đóng vai chú Cuội thì con phải chuẩn bị có những cái bài hát này, có những cái câu đố này để đố cho các bạn trẻ cùng giải cho nó vui. Này, thế con chuẩn bị đến đâu rồi? Dạ, con chuẩn bị hết rồi ạ. Ô, thế à? Vâng ạ. Thế con chuẩn bị tiết mục gì? Dạ, con sẽ hát ạ. Úi dồi, mày hát á? Vâng. Hát bài gì? Dạ, con sẽ hát bài Liên Khúc Chim. Cái gì? Liên Khúc Chim. Này, thế có Liên Khúc Bướm không con? Bố này bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ đấy. Cái gì? Mày mới là nghĩ bậy ấy. Quê hương ta có chim có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi. Nó nên thơ như thế thì toàn nghĩ bậy đổ cho bố đấy. Thôi được rồi, thế cái bài Liên Khúc Chim nào con hát Bố Duyệt thử xem nào. Vâng ạ. À con ơi, nhưng mà người ta bảo là trước khi hát phải cúi đầu chào để xin một tràng vỗ tay con ạ. Nào, 1, 2, 3, chào. Đấy rồi, các bác vỗ tay giòn giã để con hát thử thế nhá. Vâng ạ. À để bố đánh nhạc cho con hát nào. Chát trình 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 chát trình trình chát trình 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 chát trình trình hát 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 đi con. Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đua nhau cắn nhau đứt con chim non. Trên cành hoa hót véo von hót véo von, em yêu chim cô giáo em miệng hay cười mắt cô long lanh. Được. Cô yêu bố. Hả? Bố là tất cả. Bố ơi bố ơi, bố là một con vịt này xòe ra hai con thằn lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Bố thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mời mang trò. Ơ con này mày ngu sao mày cắn đứt đuôi con gà mà không gáy là con gà quay. Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lên coi trong sân có con chim bành khuyên nhỏ, xanh trông thật ngoan ngoãn quá, gọi dạ bảo vâng cũng giống như chúng mình. Chim gặp bác chào mao hello. Chim gặp cô sơn ca bồng dưa. Chim gặp anh chích tre nỉ hảo. Chim gặp chị sơn đầu giá đắt xin bụi tre. Hay không bố? Cái bài hát của con mà bố nghe cứ như là con chó phốc ấy. Sao lại chó phốc? Bởi vì câu nào bố thấy nó cộc đuôi. Con mà con hát Liên Khúc Chim mà bố có thấy chim đâu, cỏ chả thấy. Đã thế còn đưa cả bố cả cô giáo ra để diễu nữa. Con mà hát cho thiếu nhi là con phải hát cái bài truyền thống gia đình nhà mình ấy. Truyền thống à? Bao nhiêu đời nay chăn vịt con phải hát bài về con vịt. Ví dụ như là cái bài mà một con vịt xòe ra hai cái canh, nó kêu rằng vịt 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 vịt, gặp vịt cái nó nặng nặng đòi cưới. Cưới xong rồi nó viết giấy ly hôn. Thì nó trẻ con nó biết đi đâu hiểu. Hoặc là một con vịt xòe ra hai bát tiết, nó kêu rằng vịt 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 vịt, rượu một lít nó vẫn còn kêu ít. Vít ra xong rồi nó vây đít lao xuống ao. Hay thế, cả cái vỗ tay. À con ơi. Dạ. Hôm nay trước khi bố đi làm, bố giao cho con cái bài toán con đã giải được chưa nhỉ? Bài toán ạ. Con mà giải được cái bài này con đi đố các bạn trẻ trong vai chú Cuội được đấy. Bố đố con là trong đám cưới công chúa Mèo là có 3 con chuột cống, 3 con chuột đồng và 3 con chuột nhất lên dự. Hỏi trong đám cưới công chúa Mèo là có mấy con chuột? 9 ạ? Sai. Ô sao lại sai ạ? 3 con chuột cống, 3 con chuột đồng và 3 con chuột nhất là mấy con? Mấy con? Sai. Thế đầu tiên là có 3 con chuột cống là mấy con? 3 ạ? 3 con chuột cống có nghĩa là bố của con chuột cống thì là mấy con? 1 ạ. Vậy trong đám cưới là công chúa Mèo là có mấy con chuột? Dạ 3. Đấy có thấy không? Bố đã bảo sai, con phải nghĩ ngay ra phương án khác. Thế nhất quỷ nhì ma thứ 3 là gì? Học trò ạ. Thứ 3 là ngày thứ 2 trong tuần. Học trò, học trò bây giờ nó ngoan, nó có hư như ngày xưa đâu. Nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò chỉ cái đó. Bây giờ bố để đố con tiếp một câu nhá. Cái gì rơi tõm một cái xuống nước tức là mất hút luôn? Nó là cái gì? Tõm một cái xuống nước mất hút luôn. Ừ. Nó là cái gì? Một cái xuống nước mất hút luôn. Nó là cái gì? Xây sủi ạ.
Xe sủi rơi tõm nước nó tan ra thành nước xe sủi chứ cái gì nữa. Rơi tõm cái xuống nước thế là nó bị mất hút luôn cơ mà. Nó là cái gì? Khó nhỉ. Nó là cái gì? Đá. Hòn đá rơi xuống tõm nước là vẫn còn hòn đá dưới. Nó là cái gì? Hả? Mưa rơi xuống nước, nước mưa thì nó vẫn là nước. Cát rơi xuống nước thì vẫn còn nguyên cát ở dưới. Nó là cái gì? Rơi tõm mạch xuống nước thì nó mất hút luôn. Nó là cái gì? Hả? Cái gì? Sai. Thế thì bố hỏi con nhé, mà cái điếu thuốc lá rơi tõm vào cái xuống nước thì nó ướt rồi nó có hút được không? Thế đáp án của nó là cái gì? Dạ thuốc lá. Đấy. Thế là mất hút luôn. Mà thuốc lá với thuốc lào rơi tõm vào cái xuống nước thì có hút vào mắt. Toàn bị lừa. Bây giờ bố lại đố tiếp con một câu. Con này là con kinh này. Con kinh à? Con này dưới Hà Nam rất nhiều. Con gì đầu của nó là đầu dê mà hai cái sừng nó chĩa ra thế này nhá, mà đuôi của nó lại là đuôi ốc, nó là cái con gì? Con này nó rất lạ. Đầu dê mà đuôi ốc à? Đầu dê đuôi ốc, con này khó nhỉ. Con gì? Đầu dê đuôi ốc, đầu dê đuôi ốc. À, bố ơi, con đoán ra rồi bố ạ. Con đoán ra rồi à? Ôi, thông minh nhỉ. Nhanh nhanh thế, nhanh chị. Nó là con gì hả con? Dạ, nó là con quái thai. Mày chỉ vào mặt bố mày bảo con quái thai đấy phải không? Dạ không ạ. Hả? Bố mày vả cho một phát thì thành con quái thai ngâm giấm luôn nhá. Dạ. Ý được ăn nói luôn cô ba lăng nhăng. Dạ. Biết con quái thai nào mà đứng ra đây. Dạ. Đứng ra. Úi giời, càng học càng ngu đi này. Đọc lại bảng chữ cái bố nghe xem nào. Dạ. Đầu tiên là chữ gì? A. Tiếp. B. Tiếp. C. Tiếp. Dê. Rừng. Đầu của nó là đầu dê. Mà đuôi của nó là đuôi ốc. Mày ghép lại mà đánh vần xem nó là cái con gì. Dê. Dê là giờ. Giờ ô cờ ốc. Giờ ốc dốc dốc. À dạ, nó là con dốc ạ. Bố lại cứ tưởng nó là cái con ngu. À, nói là trẻ con 3-4 tuổi nó không biết. À, cứ như là mình nghĩ ra. Ôi tôi chết rồi. Dạ. Quyền bố không hỏi. Này con ơi, này, thế cái học kỳ vừa rồi nhà trường đánh giá con học hành như thế nào? Học kỳ vừa rồi bố? Ừ. Bố yên tâm, con gái của bố học giỏi nhất lớp luôn. Mày đã bắt đầu nói phét đấy. Ừ. Học thì chả chứ học suốt ngày nó chơi điện tử, học kỳ này nó học giỏi nhất lớp. Vâng. Giỏi nó giỏi thế nào? Thế mới lạ chứ. Này, ừ. Bố biết không? Ừ. Lớp con có 39 bạn nhá. Ừ. Con học giỏi nhất lớp, ừ. Xếp cao nhất lớp, xếp hẳn thứ 39. Hả? À. Kinh nhận. Đúng không? Bố nghỉ lắm. Chả thấy học hành gì suốt ngày nó chơi bời điện tử. Thế mà học kỳ này nó học giỏi nhất lớp. Vâng. Xếp cao nhất. Vâng. Xếp hẳn thứ 39. Vâng ạ. Đúng không? Đúng ạ. Nếu đúng như vậy nhá, bây giờ bố chạy ngay ra lều vịt, bố bắt 20 con vịt về bố án đi nhá. Vâng. Bố đưa con đến siêu thị điện máy Hải Biên nhá. Vâng. Con ạ. Thích mua bất cứ cái gì bố sẽ mua bút thưởng con. Vâng luôn. Hứa, bố hứa. Ôi, nhá. Đặc biệt là sản phẩm của Living Cook là rất nhiều sản phẩm hay, bố mua bố tặng con luôn. Vâng. Đúng ạ. Đúng là xếp thứ 39 phải không? Dạ đúng ạ. Được rồi, thế chờ bố tí. Ôi giời, thế nào học thì này nó này, con mình nó học giỏi, nó học rồi xếp thứ 1 hay xếp thứ 39 nhỉ? Hả? Xếp thứ 39 là giỏi hay dốt? Hả? Dốt à? Con có nghe thấy gì không? Dạ không ạ. Ôi tự nhiên con lại bị điếc à? Nói to đó các cháu. Dạ. Xếp thứ 39 là giỏi hay dốt? Giỏi hay dốt? Giờ con đã nghe thấy chưa? Dạ, chưa ạ. Vẫn chưa nghe thấy. Nói thật to lên, giỏi hay rốt? Bây giờ đã nghe được chưa? Con chưa nghe thấy là đúng rồi con ạ. Con bị điếc là đúng rồi con ạ. Con ơi, dạ. Nhà trường vừa gọi điện cho bố bảo rồi. Nếu mà học kỳ này con mà không đỗ thì nhà trường bắt buộc phải cho con nghỉ học. Bởi vì con quá tuổi cho con ạ. Khổ thân bố.
Suốt ngày bố lam lũ ở ngoài đồng, mưa nắng ở ngoài đồng, nhặt nhạnh từng quả trứng vịt để lo cho con học hành. Vậy mà con học hành như thế này thì con giết bố đi rồi. Con lại xếp thứ 39 nữa, khổ lên tôi không rồi. Bố, bố cho con được nói á. Nói gì thì nói đi. Bố vẫn bảo các cụ người ta dạy rằng thua thầy một vạn còn hơn kém bạn một ly. Thì đúng như thế còn gì nữa. Vậy mà lớp con có 39 bạn, con xếp thứ 39, có nghĩa là con dốt nhất lớp, con ngu nhất lớp, con cũng nhục nhã lắm bố. Ôi giời, nhục cho con trùng trục với con ấy rồi. Bây giờ con đã lớn, con đã hiểu bố phải vất vả ở ngoài đồng, mưa nắng ở ngoài đồng, nhặt nhạnh từng quả trứng vịt để lo cho con. Cả mẹ nữa, mẹ đã phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con đi làm thuê. Đấy. Cũng là để lấy tiền lo cho con ăn học. Vậy mà con học hành không ra gì cả. Nhục nhã chưa? Bố, con xin lỗi bố ạ. Con hứa với bố, học kỳ này con sẽ học thật giỏi, con sẽ học thật tốt. Bố, bố có tin con không ạ? Thôi được rồi, bây giờ bố đưa con đến nhà thầy hiệu trưởng. Vâng ạ. Con phải xin lỗi thầy. Vâng ạ. Rồi con hứa với thầy là học kỳ tới con sẽ tập trung vào học, học cho thật giỏi, thật tốt, rõ chưa? Vâng ạ. Con xin chào các bác ơi, bố con mình về. Vâng. Dạ bố, con em xin chào tất cả các bác ạ. Bây giờ các bác còn vỗ tay cho con học dốt đi về thế đấy rồi. Ôi trời ơi.